Mệnh nữ tên là Trần Anh Thư, địa chỉ TP Hà Nội mệnh là Dương Liễu Mộc, ngày sinh dương lịch là 19 tháng 1 năm 2004 lúc giờ 21, ngày sinh âm lịch là 28 tháng 12 năm 2003 lúc giờ Hợi sinh vào năm Quý Mùi có ngũ hành là Dương Liễu Mộc tháng đinh sửu có ngũ hành là giang hà thủy ngày đinh dậu có ngũ hành là sơn hạ hỏa giờ tân hợi có ngũ hành là xoa xuyến kim với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu mộc. 29% là hơi nhiều, hỏa 22,5% là cân đối, thổ 1,5% là quá ít, kim 14,5% là ít, thủy là 32,3% là hơi nhiều, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào. Ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu. Tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm. Nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố, một là do vấn đề thời gian, hai là do môi trường. Tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh dương liễu mộc có nhiều ngũ hành thủy là thủy chủ về trí thông minh hiền lành. Người mà thủy vượng sắc mặt hơi đen, nói năng nhẹ nhàng. Dành giọt, hay lo cho người khác, túc trí đa mưu, học nhanh hơn người. Người mà thủy mạnh quá thì hay cãi cọ, tính tình linh tinh. Người mà thủy không đủ thì vóc người thấp bé. Tính tình bất thường, nhát gan, vô mưu. Hành động không có thứ tự, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi? Phối 10% số mệnh Họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian, họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ. Họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương, họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình. Họ Trần đối với mệnh này là hơi xấu, ngoài ra họ Trần ý nghĩa là trốn nhân sinh. Tên này mang ý nghĩa thực tại ám chỉ những nhắc nhở của cha mẹ dành cho con phải biết sống ý nghĩa và vô thường. Ngũ hành thuộc Mộc sinh ra Hỏa, được Thủy tương sinh nhưng kỵ với Kim và khắc với Thổ. Tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng. Tên anh đối với mệnh này là tốt, ngoài ra tên anh ý nghĩa là người tài giỏi, với ý nghĩa bao hàm sự nổi trội, thông minh, giỏi giang trên nhiều phương diện. Ngũ hành thuộc thổ sinh ra kim, được hỏa tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với mộc. Tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ. Tên mà tốt thì có được thành tựu Tên xấu thì vất vả gian nan, nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn, tên thư đối với mệnh này là hơi xấu, ngoài ra tên thư ý nghĩa là người con gái dễ thương, xinh đẹp, đoan trang. Có tâm hồn trong sáng, rất bao dung và nhân hậu. Ngũ hành thuộc thủy sinh ra mộc, được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khắc với thổ tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành thổ hay có nhiều ngũ hành kim vào trang website tên hay bế cưng com có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi. Địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh TP Hà Nội. Có ít ngũ hành thổ có nhiều ngũ hành thủy đối với mệnh này là hơi xấu thủ đô Hà Nội nằm về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Trong phạm vi từ 20 độ 34 đến 21 độ 18 vĩ độ bắc và từ 105 độ 17 đến 106 độ 02 kinh độ đông tiếp giáp với 8 tỉnh là Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía đông, Hòa Bình cùng Phú Thọ phía tây, mùa nóng bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 8, khí hậu nóng ẩm vào đầu mùa và cuối mùa mưa nhiều rồi mát mẻ. Khô giáo vào tháng 9 và tháng 10. Mùa lạnh bắt đầu từ cuối tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Từ cuối tháng 11 đến nửa đầu tháng 2 rét và hanh khô. Từ nửa cuối tháng 2 đến hết tháng 3 lạnh ẩm và mưa phùn kéo dài từng đợt. Trong khoảng tháng 9 đến giữa tháng 11, Hà Nội có những ngày thu với tiết trời mát mẻ